Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Toàn TV. Thì hôm nay là một ngày thứ hai, một ngày đầu tuần. Thì Toàn TV cũng chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Thì sáng giờ Toàn TV cũng tìm hiểu coi có cái tin tức gì mới lạ không, hấp dẫn hay không để đăng lên cho tất cả mọi người cùng xem và mọi người cùng biết. Nhưng mà thực ra thì có rất là nhiều tin, nhưng mà những cái tin liên quan đến cái quy tắc cộng đồng của YouTube ấy, cho nên là không thể đưa lên được. Thì mọi người có thể được đọc trên báo chí, báo đài. Còn những cái tin nào mà đưa lên được thì Lực Tàng TV sẽ đưa lên. Không có là kênh của Lực Tàng TV là không cánh mà bay đó. Cho nên là mọi người thấy Lực Tàng lên hơi ít tin đúng không ạ? Đó. Thì thôi, hôm nay trước khi vào một cái tin tức này thì Lực Tàng TV sẽ đọc cho tất cả mọi người một cái bài thơ ngắn. Trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm miệng méo vẫn còn trơ trơ. Đấy. Nói như vậy là mọi người biết là Lực Tàng TV hôm nay đang nói về chủ đề gì rồi. Đấy. Chúng ta sẽ nói về cụ Méo và thằng em heo nọc. Hai hai sáu sáu hai, tức là nói về cái cặp đôi 2662. Nói vậy là mọi người đã biết ai rồi đúng không ạ? Thì bây giờ là đất nước Việt Nam chỉ có một cụ Méo, gọi như là được cho rằng là nổi nhất đất nước Việt Nam, mà chúng ta chỉ nhắc đến là biết được là cụ đó là ai. Thì vừa rồi đây là những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề mà chị em mới nghĩa tình đó mọi người, thì đã bóc phốt nhau, thì đã gọi như là đưa lên trên mạng xã hội và đưa những cái trang fanpage ngày xưa ẩn đi đó, bây giờ là đưa lên và đã đăng những cái hình ảnh của cô dâu 62 yêu dấu, chị em ngày xưa đó đăng lên để bóc phốt nhau. Thì nói tất cả mọi người rồi, ăn không được thì đạp đổ cho vui mà. Đó, người ta nói một câu như vậy thôi, chứ chả có ai tốt đẹp tốt lành gì cả đâu mọi người ạ. Thì cuộc sống mà bây giờ nó cạnh tranh nhau, nó sống với nhau bằng đồng tiền, không bao giờ có cái chuyện tình cảm yêu thương mến nhau gì đâu. Đấy, nó sống mà nó không lợi dụng được nhau là bắt đầu đạp đổ nhau hết rồi. Cái đó là cái quy luật của cái cuộc sống và cái quy luật của những cái người mà đang có những cái vấn đề trong cái não bộ, gọi như là chỉ biết lợi dụng người khác để thâu về cái lợi nhuận cho mình. Còn khi mà đụng cái vấn đề gì mà liên quan mà có thể là không lợi ích đến mình là sẽ quay gót 180 độ và cắn xé nhau. Thì mọi người biết, nên biết rồi, thân nhau lắm cắn nhau đau. Cái câu đó người ta đã, ông bà người ta đã đặt lại, đã để lại. Thì hiện tại bây giờ cái cụ 62 này với lại cái nhà chị em ngày xưa đó đã có một cái trạng thái như vậy đó, là y chang công bà nói, và nó cắn nhau rất là mạnh đó, có thể là đến cái mức độ rất là nặng nề để gọi như là triệt hạ lẫn nhau. Thì không biết là tình hình nó sẽ xảy ra như thế nào trong thời gian sắp tới, nhưng đó là cái thông tin mà chúng ta cảm thấy rất là vui mừng khi những cái hình ảnh của cái cụ gọi như là ba trời ba trợn nhất đất nước Việt Nam này không còn đăng trên một cái trang fanpage lớn mang tính chất gọi như là có một cái ông lớn bà lớn nào đó đăng trên mạng xã hội để chúng ta không thể nhìn thấy được nhiều nữa. Thì hiện tại bây giờ là chỉ còn cái trang của cụ bà 62 tuổi và thằng em Cao Bằng thì đang còn lởn vởn đâu đó với những cái buổi livestream bán hàng và đăng lên để công kích cộng đồng mạng xã hội với những bữa nhậu, bữa đi chơi bời vậy như là này kia tùm lum đúng không ạ? Thì qua những cái buổi bán hàng livestream trên mạng xã hội thì mọi người không biết rằng là Lực Tàng thì mới thấy người ta bán hàng mỹ phẩm, thì Lực Tàng cũng bán hàng mỹ phẩm mà, Lực Tàng bán phụ vợ chứ, hàng mỹ phẩm của Lực Tàng ai xài là trong bỏ trong chê là trong mê lại liền, nói tất cả mọi người biết. Thì quay vô thì cũng thấy cụ Méo với cái thằng heo nọc này cũng đứng lên bán hàng online mỹ phẩm mà được mang cái tên rằng là Lũi Tàng, thì không biết là như thế nào. Trong trên đời đang có một thằng Lực Tàng này rồi lại còn thêm một cái chữ Lụi Tàn nữa nữa nhỉ? Sao cái nhà thương hiệu, cái dòng nước hoa, cái dòng mỹ phẩm nào mà lại lấy một cái tên độc lạ đến cái mức độ ngang ngửa với thằng Lực Tàng TV này vậy hả? Thì tất cả mọi người biết rằng là chỉ có những cái hãng nhãn hàng như vậy thì mới nhờ những cái người như vậy lên để bán hàng đúng không ạ? Còn Lực Tàng TV là bán phục vợ nha, Lực Tàng TV không có liên quan gì đến mỹ phẩm. Đấy, mọi người cứ xài mặt hàng của Lực Tàng TV cảm thấy ok thì mọi người đặt hàng liên hệ tiếp để gọi như là có cái làn da trắng bóng trắng mịn này, mọi người thấy không? Lực Tàng cũng xài mỹ phẩm Ebon của vợ đấy, đấy trắng mịn này. Còn Lực Tàng là tàng ở cái chỗ tàng để phục vụ cho mấy cái cụ sồn sồn, mấy cái cụ gọi như là máu lửa nhất Việt Nam, mấy cái cụ gọi như là máu làm dâu già nhất Việt Nam đấy, rồi sồn sồn cho những cái thằng heo nọc, rồi những cho cái thằng khoai tây đó, cao đen hôi đấy. Đó là tàng với tụi nó như vậy để tụi nó biết được rằng là đang trên đời này đang còn có những cái thằng tàng, những thằng tàng này để như vậy, như là chỉ trích phản bác lại những cái vấn đề, những cái hành vi tụi nó làm là xã hội không chấp nhận.
Thì trước đó là Tàng cũng đã có rất là nhiều những cái người ở bên nước ngoài người ta gọi điện về đấy, từ Úc, từ Mỹ, từ Pháp, từ Thụy Điển, từ Canada, rồi Tàng cũng đã ghi âm lại và đăng lên cho tất cả mọi người cùng xem. Thì tất cả mọi người đều ủng hộ được Tàng 100% và nói rằng được Tàng hãy nói về những cái cụ này thật mạnh lên để loại trừ đi những cái thành phần đó, không để cho những thành phần đó nằm trong cái xã hội làm nhơ nhút đi xã hội này đó. Thì hiện tại bây giờ tất cả mọi người biết rồi, xã hội ai ai cũng lên án và ai ai cũng chỉ trích. Trong một cái buổi livestream mà được Tàng TV vào xem thì cảm thấy cũng thấy tội cho cụ. Tội ở chỗ nào mọi người? 1.000 cái bình luận hết mất, 1.000 cái bình luận người ta chỉ trích người ta này kia rồi, người ta đâu có yêu mến gì nữa đó. Lâu lâu xem lẫn vào đó là còn những cái thành phần mà cũng gọi như là đến cái tuổi mà máy bay bà già mà đang kiếm đi tài xế phi công để lái thì vô khen đấy. Rồi không biết là những cái buổi livestream bán hàng như vậy thì có bán được hàng hay không, mà toàn thấy là những cái tin nhắn chửi không, những cái tin nhắn mà người ta để lại là đúng đọc đến đâu là nhục đến đó, chứ đâu có phải là những cái tin nhắn bình thường đâu mọi người. Mà công nhận nó, cái thằng heo nọc kia nó cứ cầm cái điện thoại lên như thế này, nó chào chào người này người kia mà nó đọc, mà miệng nó lúc nào nó cũng tươi cười hớn hở. Thì đúng là cái cặp đôi này nó thật sự tất cả mọi người rằng là nó đã chai cái mặt của nó rồi đấy, nó không cần ngán ngẩm gì ai trên mạng xã hội này nữa, và càng chửi thì nó càng thích, cho nên là nó cứ đọc đến đâu là nó cười đến đó. Mà đúng là không biết được là cha mẹ ông bà tổ tiên nó đẻ nó ra để cho người ta tung hô, để cho người ta này kia thì mở mặt mở mày với thiên hạ, đằng này nó lại chơi ngược lại, nó lại để cho thiên hạ chửi tổ chửi tông chửi ông chửi bà của nó. Thì tất cả mọi người biết rằng là cái thằng này nó là thuộc rằng không còn là hiếu nghĩa gì với bố với mẹ nữa, mà nó thực dạng là bất hiếu, đúng không ạ? Thì cái cuộc sống như vậy thì không biết được là trong cái thời gian sắp tới mà nếu như cái mỹ phẩm lụi tàn của anh ấy, với chị ấy, mà bán được ấy, thì chắc có khả năng là hạnh phúc, còn nếu như không bán được ấy, thì có khả năng là tan nát trong sớm đây, trong 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 nay mai thôi tất cả mọi người ạ. Cho nên là mọi người hãy xem xét lại cái mặt hàng mỹ phẩm đó, cái công ty mỹ phẩm đó nó đang nằm ở khu vực nào và nó là thuộc dạng cái chất liệu gì, nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Chứ hiện tại bây giờ đi lấy một cái hình ảnh của một cái bà béo xịt, đúng không ạ, đi lấy một cái hình ảnh của một cái bà gọi như là mặt thì dùng dao dùng kéo mà cắt đến hàng trăm lần ở trên mặt rồi mà vẫn còn méo, vẫn còn lệch, da thì vẫn còn sần sùi sụn sụn, xéo xéo xịt xịt, mắt thì sập sập xuống. Thì tất cả mọi người biết là lấy những cái hình ảnh của cái người đó để lên quảng bá cho cái thương hiệu mỹ phẩm của mình, thì tất cả mọi người biết rằng mỹ phẩm đó là không ra trò ra trống cái gì, thì mới nhờ những cái người sử dụng, những cái người mà không ra gì để người ta lên người ta quảng bá cho cái thương hiệu mỹ phẩm của mình như vậy, đúng không ạ? Chứ nếu như mà những cái thương hiệu người ta đàng hoàng thì người ta lên người ta bán rất là bình thường, và người ta có thể là không cần nhờ người này người kia. Đấy, có thể là nhờ những người nổi tiếng người ta đàng hoàng á, người ta không mắc tai tiếng á, người ta lên người ta bán thì mới bán được hàng. Đây là cái mỹ phẩm này là không biết là mỹ phẩm gì, trước tiên là cái tên là người ta đã đặt cho là cái tên là lụi tàn rồi, thì không biết được là bôi lên thì nó sẽ như thế nào đấy. Thì tất cả mọi người biết lụi là lụi dần lụi dần lụi dần đi, tàn là tàn 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 mặt sau này luôn đó, đúng không ạ? Em là lực tàn nha, không phải là tàn nha mọi người. Em tàn là em điên 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 khùng 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 á. Mỗi lần em lên trên mạng xã hội là em thấy cái chuyện bất bình là em điên điên khùng khùng lên em chửi á. Đó là em là lực tàn, và đây là lụi tàn nha mọi người. Đó, thì mỹ phẩm cái kiểu gì mà lại có cái tên lạ lùng như vậy? Thì đúng thôi, phải gắn liền với cái cụ vậy như 62 như vậy, thì phải có một cái tên độc lạ như vậy thì mới bán được mỹ phẩm. Và những người sử dụng cái mỹ phẩm đó thì cũng phải độc lạ, thì những người đó mới mua cái mỹ phẩm đó về để sử dụng, đúng không ạ? Và đến cái công ty sản xuất ra cái mỹ phẩm đó là cũng phải thuộc dạng là độc lạ nhất Việt Nam, thì mới thuê những cái người như cụ Méo đó, đó với cái thằng heo nọc đó đó lên để bán gọi như là quảng bá sản phẩm thương hiệu cho mình đó. Thì tất cả mọi người cảm thấy là rất là bối rối, rất là bức xúc, rất là tức khi đã xem được những cái hình ảnh nó lên cái livestream bán hàng trên mạng, trong khi thì trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm miệng méo thì vẫn còn trơ trơ đó. Tất cả mọi người cảm thấy như thế nào, đúng không ạ? Thì trong thời gian sắp tới thì không biết được rằng là cụ bà 62 và thằng em 26 tuổi nay thành 28 tuổi, đúng không ạ, thì nó đã lên tuổi rồi, nhưng mà cứ đọc như vậy đi cho mọi người dễ nghe dễ biết, nó sẽ bán những cái hàng gì, và không biết được rằng cái thương hiệu lụi tàn của mỹ phẩm đó nó sẽ phát triển như thế nào
khi để cho cái cặp đôi này lên trên mạng để bán cái mặt hàng như vậy. Thì sau đây mời tất cả mọi người ủng hộ Lực Tàn TV bằng một cái đoạn video nói về dòng mỹ phẩm Ebon, một dòng mỹ phẩm mà tất cả những người ở đất nước Việt Nam, đây là thương hiệu Việt nha mọi người, được lấy nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc về và chích xuất ra để chế tạo ra tại cơ sở ở dưới miền Tây nha mọi người, ở Cần Thơ đó, cái trụ sở chính. Thì những mặt hàng mà bên Lực Tàn TV bán á, là toàn thương hiệu Việt và rất là đạt tiêu chuẩn cho tất cả mọi người. Những người nào có làn da bị nám mờ, bị thâm đen, thấm xịt hay là hay ăn nắng thì mọi người hãy sử dụng mặt hàng bên Lực Tàn TV thử xem một lần để coi cái công hiệu và hiệu quả nó như thế nào. Để tiếp tục trong thời gian sắp tới, Lực Tàn TV sẽ phát triển mạnh về cái mặt hàng này để gửi tới tất cả mọi người, nhằm phục vụ cho tất cả các quý bà càng ngày càng sinh ra. Đấy. Cô nào chồng bỏ chồng chê xài hàng Lực Tàn TV thì chồng mê lại liền, chồng mê lại liền. Rồi xin mời tất cả mọi người vào một đoạn quảng cáo của Lực Tàn TV để kết thúc cho cái video này. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi, hôm nay giúp đỡ Lực Tàn một tí nha. Lực Tàn TV xin chèn một đoạn quảng cáo vô để bán hàng giúp vợ. Vợ mình hiện tại bây giờ đã đang có một cửa hàng chuyên bán về hàng Apple, trang điểm nhan sắc cho các quý bà. Thì trên tay Lực Tàn TV đây đã có những cái mặt hàng mà Lực Tàn TV muốn quảng bá với tất cả mọi người. Những quý cô, quý dì, quý anh, quý chị, quý bác, quý ông, quý bà thì đang mà có nhu cầu mà muốn làm đẹp cho mình, muốn trở thành gái 18 tinh khôi, trắng tinh, trắng hồng thì hãy liên hệ với Lực Tàn qua những cái mặt hàng Apple. Trên tay Lực Tàn đây là có rất là nhiều những cái mặt hàng đầy đủ như Lực Tàn chỉ giới thiệu sơ sơ tất cả mọi người biết thôi nha. Đây là cái game rửa mặt nano, thì tức là có rất là nhiều thành phần nguyên liệu nhập từ Hàn Quốc và sử dụng cho tất cả những cái làn da. Ai mà đang gọi như là đen thì sẽ bôi lên rồi sẽ trắng, mà ai trắng rồi thì nó sẽ mịn màng và tinh khôi hơn nữa nha mọi người. Cái game rửa mặt này nó sẽ xe khít lỗ trên lông và làm cho làn da của mình rất là nhẹ nhàng và bóng mượt, trắng hồng trong nắng luôn nha mọi người. Với cái giá thành thì rất là rẻ, với giá thành là 260.000 đồng, bạn sẽ sở hữu được một hộp như thế này và sử dụng công hiệu rất là nhanh chóng. Và đây là game tẩy tế bào chết nha mọi người, một hộp rất là bự và có giá thành là 180.000 đồng, bự nhưng mà lại rẻ, chất lượng thì lại cao. Mọi người đang bị vảy nến hay là bất cứ một cái gì mà cái da nó bị sần sùi hay này kia, mọi người bôi lên thì đảm bảo với mọi người là trắng mịn mịn mịn, rờ vào là rất là mát cái lòng bàn tay luôn nha mọi người. Đấy, trên hộp này. Và đây là cái kem trắng da toàn thân, mọi người có thể bôi toàn thân, những cái chỗ nào mà nằm trong bóng tối mà nó đen mà mọi người cứ phải che lại á, bôi cái này lên đảm bảo với mọi người cởi toang ra để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy luôn. Tại vì hàng này là hàng rất là chất lượng và nó rất là rẻ tiền nhưng mà nó rất là chất lượng, nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc và có địa điểm chính là ở Việt Nam mình, là ở tại Cần Thơ, và có tem mát chính hãng hết nha mọi người. Đấy, đầy đủ luôn. Cái này thì với giá thành của cái này thì nó rất là rẻ luôn, cái này là 160.000 đồng luôn nha mọi người. Nó cũng tương tự với cái này và nó có thể là rất là chất lượng nha mọi người. Còn cái này là kem tẩy để gọi như là phục hồi chống lão hóa Ebon với chất từ sâm nhung ngọc trai và tinh chất collagen giúp làn da trắng mờ, cắt đốm nâu, tàn nhang, xe khít lỗ chân lông và trả lại làn da mịn màng, trắng sáng cho bạn. Chống lão hóa rất hiệu quả, không ăn nắng, không làm da bị khít do rất khó chịu. Bên em đang còn rất là nhiều những cái mặt hàng nữa đạt tiêu chuẩn để giới thiệu đến tất cả quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, quý cô, quý dì, quý chú, quý bác, để gọi như là tất cả mọi người sẽ được trắng hồng tinh khôi và trở thành gái 18. Tất cả mọi người hãy giúp đỡ Lực Tàn TV bằng cách sử dụng mặt hàng Ebon. Bên Lực Tàn TV sẽ cung cấp giao hàng ship tận nơi, và những ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Lực Tàn TV hoặc là IB để lại số điện thoại. Lực Tàn sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Đó, rất mong mọi người hãy sử dụng mặt hàng của Lực Tàn TV để có một cái làn da trắng mịn, từ những cụ bà trở thành cô tin 18. Ai mà chồng bỏ chồng chê xài hàng của Lực Tàn thì chồng mê lại liền. Rồi, rất cảm ơn tất cả mọi người.